Thưa quý vị, những năm qua, phong trào cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng thiết thực là nhờ vào sự tham gia tích cực của các cán bộ hội viên. Tại xã Đất Bạc, huyện Châu Đức, nhiều mô hình phòng chống tệ nạn xã hội được các cấp hội cựu chiến binh chủ trì tổ chức hay phối hợp thực hiện đều thu được những hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở tuyến cơ sở. Từ năm 2014, Hội Cựu Chiến binh xã Đá Bạc, huyện Châu Đức chủ động phối hợp với công an xã triển khai mô hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Để mô hình được triển khai hiệu quả, các hội viên cựu chiến binh nòng cốt ở cơ sở đã chủ động nhận trách nhiệm theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của một số đối tượng, nhất là những thanh niên có biểu hiện chơi bời, để công an xã có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục kịp thời. Hội cựu chiến binh phối hợp với công an xã tổ chức trên 200 buổi tuần tra an ninh trật tự an toàn giao thông, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Nói chung cũng tất cả ví dụ như lực lượng công an rồi cựu chiến binh ở trong xã nói chung thường xuyên nhắc nhở, nên nói như người dân của chúng tôi cũng an tâm về cái trật tự an ninh rồi nó cũng đỡ. Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cựu chiến binh, đặc biệt là gần 20 hội viên cựu chiến binh nòng cốt, ý thức phòng chống tội phạm của người dân địa phương ngày một nâng cao. Trong 5 năm qua, người dân xã Đá Bạc đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục thông tin có giá trị để công an kịp thời ngăn chặn, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục cảm hóa được nhiều đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Hội cựu chiến binh và công an xã còn vận động người dân xây dựng 2 mô hình camera an ninh và tiếng cảnh an ninh. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Trên địa bàn Đà Bạc thì đội các lực lượng đây phối hợp rất là tốt. Trong vấn đề tổ chức tuần tra canh gác, cũng giống như là cái chương trình là cái mô hình tiếng cảnh an ninh và mô hình camera. Đó, thì trong những năm vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng giảm các vụ việc giảm so với những năm trước và được bà con cũng rất đồng tình ủng hộ. Với phương châm mỗi hội viên là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, các hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Đá Bạc, huyện Châu Đức đang không ngừng phát huy phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ. Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư cũng là góp phần nhân rộng và củng cố mạng lưới an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.